Hello anh em, thì đằng sau ngay Đức Mario đây là một sản phẩm đến từ nhà máy San Tông Và cái sản phẩm này là sản phẩm mới nhất năm 2025 Thì tại sao mình nói nó là 2025 vì nó là một sản phẩm cải tiến từ chu kỳ cuối năm 2024 lên 2025 Đó chính là San Tông M2 Pro thế hệ 2025 Ngay phía chúng ta đây thì sẽ có đầy đủ 3 màu nhá, Thứ nhất là màu xanh pha kem này, anh Caramel có thể quay gần vào cho mọi người xem cái màu này Thì theo mình đánh giá cực kỳ là đẹp luôn Màu xanh là viền xanh này Đấy, Ở chắn bùn cùng xanh này Xong rồi mặt lạ lại còn màu kem Còn đèn về hệ thống đèn này thì của chúng ta chắc chắn rồi vẫn là đèn 4 bi. 1, 2, 3, 4, 4 bi LED Đấy, đến chính hãng từ nhà máy San Tông Có logo San Tông dập nổi ở trên Đấy, Cực kỳ là sáng Bây giờ sang phía bên màu kem pha đỏ đi màu này không phải là kem pha đỏ màu này là trắng mix với đỏ, à, trắng mix với đỏ đô thì dành cho các bác nào hoặc là các cô các chú nào đi thì cực kỳ là đẹp nhá, Đấy. và đây sẽ là trang bị màu đỏ và lội thất ghế phía bên trong cũng trang bị màu đỏ nhá, Đúng. lội thất phía bên trong vẫn được trang bị là ghế màu đỏ này, Đấy. sàn xe cũng sẽ là màu đỏ và hộc đựng xe cũng sẽ là màu đỏ, Đấy. ghế xe cũng sẽ là màu đỏ nhá. Đấy. Đấy rồi còn sang đến chiếc màu uh, uh, kem mix lâu màu này thì mình gọi là màu kem mix lâu vì uh, em nó có một màu lâu nhìn khá là nhán nhặn và đẹp đúng không ạ? đấy và ghế thì chúng ta lại được bọc màu xám nhìn rất là đẹp đấy rồi vừa xong thì đó là ba phần ba màu để giới thiệu cho mọi người còn ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào vấn đề chi tiết về phần uh, tổng thành của xe Ví dụ tổng thành của xe nhé Thì mình đánh giá là em nó đã có độ cao hẳn so với cái bản năm 2024 Và có cái tấm kính này để cho chúng ta nhìn ra nhé Thoải mái hơn này Anh quay phim có thể quay trước mặt này Đấy. Khi mà mình ngồi mình cũng sẽ không bị chạm đầu vào tấm kính Và tấm kính này rất là thừa nhá Mình cao đến 1 mét 85 Đấy mọi người thấy không Lái xe cũng sẽ thoải mái hơn Có cần gạt mưa bằng điện, có kính cường lực Và cái hệ thống đèn này Đây này, mình sẽ bật lên cho anh em đèn này mà đi ban đêm thì cực kỳ là đẹp nhá đấy pha cốt này đấy, bốn bóng bi led anh em thể thấy không trời rất lắng và to nhưng mà bóng bi led thể hiện rất rõ ràng ở trên màn hình của anh em đấy bốn bóng bi mỗi bên hai bóng sẽ cải thiện cái vấn đề mà đi trời tối nó sẽ tốt hơn cho mọi người đấy, bánh của chiếc xe này thì vẫn là bánh ba trăm lốp là lốp không xăm vành là vành đa chấu ấy bánh 300 10 lốp này anh em thể nhìn thấy không lốp có những cái gai này bán ra ấy là lốp đi địa hình nhá Đấy, sẽ không giống như một số đơn vị bán cái lốp thông thường đâu Đấy, lốp thông thường sẽ được trang bị trên những cái chiếc xe thông thường còn một cái sản phẩm như M2 Pro đẳng cấp như vậy thì sẽ được trang bị khá là nhiều cấu hình à, đặc biệt hơn ai đi vào, vào vấn đề bên này của chúng ta sẽ thấy có một cái tấm rèm ở phía bên trong tấm lỉ ở phía bên trong này thì nó sẽ giống như những cái chiếc ô tô ấy, nó sẽ để làm gì? Để cách nhiệt từ trên lóc xuống nhá. Đấy, nhìn sẽ đẹp hơn. Đấy, màn hình full LCD. Màn hình điện tử đây. Full LCD. Đấy. Màn hình này thì là màn hình LED của San luôn. Mở lên sẽ có logo ký hiệu của nhà máy San luôn. Rồi, à, bây giờ chúng ta thì thấy ở ngay phía bên tay phải. Về với em đỏ này đi. Về uh, phía em màu đỏ này thì mình đã lắp bình ác quy rồi. Đấy và cũng sẽ ký càng hơn trong cái việc mà để cho chúng ta nhìn những cái ký hiệu đèn xi nhan hay là gì đấy thì nhà mình rất là nhiều đây, đấy có đèn xi nhan, đấy, trái phải đèn led chạy cực kỳ là đẹp. Anh em có thể nhìn thấy nhá Những cái chi tiết ở trên cái chiếc xe của santong này thì đến cái logo ở trên cái thụt trước này, đến cái dây điện này cũng sẽ có logo. Đấy, mọi người thấy thấy không? Cái dây này dây bọc phanh thôi. Đấy, rất cẩn thận cho từ cái con ốc đến những cái chi tiết phía bên ngoài. Và giá thành của em nó thì không hề rẻ nhé mọi người nhé. Giá thành của em này có giá trị cao nhất trên thị trường đây. Mình sẽ quay ngang xe cho mọi người xem. Đấy. Ngồi trên chiếc xe này thì mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn so với cái thế hệ 2024 là có thật. Đây anh em có thể nhìn thấy đây, ngồi chân chưa chạm đến cái ốp phía trước này và hai người lớn ngồi phía sau cũng có thể ngồi được nhá. Đấy, tay tay phanh có đầy đủ này. Logo san tông theo ở ghế rất đầy đủ nhá. Đến cái dập phanh thôi, đến cái phanh sau ấy và cái ghế trên da này cũng rất đầy đủ. Đấy, có logo ký hiệu đoàng hoàng hết. Đấy. Anh em có thể thấy không? Đấy. Rồi. Ờ, về phía phần thân xe này sẽ có dòng số 9 speed. Đấy. Ờ, về phần màu kem uh, mix ở trên cả tay cầm, tay lắm của xe khá là đầy đủ và ở phía phần uh, thân xe này của chúng ta sẽ có chữ su to Đấy. và ký hiệu của san Tông. Đấy. đây bánh xe cũng có logo ký hiệu của nhà máy san Tông, lốp gai đi địa hình. Đấy, chính hãng từ nhà máy San Tông lên một cái sản phẩm chúng ta mua chính hãng cực kỳ là đắt nhá. Nó sẽ không có giá thành rẻ nhất trên thị trường đâu. Đó là một cái sự mong chờ hết sức hết sức là vớ vẩn đến từ những cái người dùng không thông thái. Rồi, à, về phía đằng sau này của chúng ta sẽ có đèn hậu sử dụng LED. Cái giỏ này thì trong tháng này nhà mình sẽ tặng cho mọi người nhá. Mọi người nhìn thấy cái giỏ này có đẹp hay không thì mọi người hãy để lại ý kiến vì phía sau của video này. Còn sang đến chiếc màu xanh này của chúng ta có thể thấy ở đằng sau này mình tháo cái giỏ ra thì nhìn nó sẽ sắc nét và đẹp hơn thể hiện cả một cái đuôi cái đuôi này sẽ bằng tôn nhá rất chắc chắn đấy rất đẹp luôn đấy và ở đây có đèn led này trên chìa khóa đều có chống trộm cả và ghế xe này của chúng ta khi ngồi đến ấy khi không ngồi đến thì chúng ta thể lật lại thành một cái thùng hàng cực kỳ là to và đẹp đúng không ạ đấy. chiếc xe này có động cơ sử dụng lên đến 1.200 w đấy rồi Đây Và có hệ thống giảm sóc ở phía đằng sau Đấy Đây Anh em thể nhìn thấy hệ thống giảm sóc ở phía đằng sau Và chiếc xe này còn một cái gài vàng vàng này Nó là cầu nhanh cầu chậm nhá Nghĩa là cầu chuyên chở hàng Đấy Và cầu chuyên chở người Trên chiếc cầu này sẽ tích hợp được hai chữ hai thứ Đó Rồi Động cơ thì là động cơ chống nước đây Mọi người có thể nhìn thấy không Đấy rồi, rồi ok đấy. Thì theo mọi người Với cái chiếc xe này uh, Chúng ta sẽ được sử dụng bình ắc quy như thế nào Thì rất là nhiều người biết Nhà Đức Mado sẽ có một loại bình mà không thể ai có đúng không Thì ngay bây giờ mình sẽ Dắt lùi xe lại và giới thiệu cho anh em cái bình ắc quy đấy Đây Đây Bình nhà mình sẽ sử dụng 5 bình cho em uh, Suntone M2 thế hệ Pro này Với bình 41AH Lặn đến 92 cân cho một quả 40.9AH này 32.9 Là công suất uh, thực tế Còn công suất cực đại của em nó là 40.9 nhá Đấy sorry. Thay vì thế chúng ta không phải sử dụng loại bình nhỏ Là 20 hoặc là 30A nữa nhá Đây Quay phim quay uh, xa ra xa Để cho mọi người thấy Đấy anh em có thể thấy không Bình to và bình nhỏ nó khác nhau và cái tầm tiền nó khác nhau Và anh em mua bình to này này Thì nó không hề đơn giản à, Nó còn tích hợp theo một cái sạc nhanh của cái bình to này Thì nhà mình có cung cấp cái sạc nhanh của cái bình to này nhá Đấy, chứ không phải như một số đơn vị họ sẽ bán cho anh em bình này Nhưng họ lại không cung cấp được cái sạc nhanh cho anh em Thế nên là nó sạc thành toàn 15-18 tiếng thôi ấy. Nhà mình cung cấp sạc chỉ thành 6 đến 8 tiếng đến 9 tiếng là cùng thôi Đấy, là là được Và bình ác quy này anh em có thể nhìn thấy rất sắc nét và đẹp đúng không ạ? Có tem bảo hành của nhà máy Đoan Hoàng nhá. Rồi, giờ thì với mức giá của em này như thế nào có thể liên hệ với Đức Mario qua số điện thoại 0386791998. Rồi, giờ thì xin chào, hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video lần sau của Đức Mario.